Siêu thì bác lại quay trở lại với You Hoàng Audio. Và ngày hôm nay thì bên em lại muốn làm một video để mở tung nội thất ruột gan của những dòng súp bãi JBL Passion chuẩn nội địa chung, để cho toàn thể bác có thể tham khảo được và cũng như là giới thiệu lại toàn thể bác những dòng sản phẩm này, thông báo giá luôn trong video ngày hôm nay. Và cũng khá lâu và hứa hẹn toàn thể các bác cũng khá lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì bên em mới có thể mở nội thất của nó ra được để toàn thể bác có thể tham khảo được các bác nhé. Và hiện tại cái mức giá bên em vẫn để cái mức giá rất là hữu nghị, đó là 2.950.000 bao ship code toàn quốc và hỗ trợ tặng dây rắc đối với dòng sản phẩm giúp bãi JBL Passion này chuẩn nội địa chung các bác nhé, riêng dòng sản phẩm này, và là nguồn xuyến đồng 100% toàn thể bác. Tiện đây thì bên em đã mở sẵn nội thất ruột gan của một con ra đây rồi. Và hiện tại thì lô hàng đợt này thì bên em còn khoảng tầm gần chục con nữa, để cho toàn thể bác có thể phục vụ toàn thể bác trong dịp thời điểm trong tháng này. Đấy. Và đây thì cái dòng bên em đã vừa mới mở ra đây, ốc áo vẫn còn đầy đủ đây. Bên em đã vừa mới mở nội thất của nó ra đây. Về cái mặt đằng trước của cái bộ bảng mạch và phân tần của nó các bác nhìn này. Con này là dòng xúc điện nai hơi các bác nhé, một dòng sản phẩm nội địa. Dòng sản phẩm nội địa chung thì các bác có thể biết rồi, tất cả dòng sản phẩm nội địa chung thì nó chất lượng âm thanh của nó và cũng như chất lượng của nó cũng khá là tốt đối với dòng sản phẩm này. Đây, nó là một dòng xúc điện nai hơi, cái bảng mạch của nó sẽ đầy đủ tất cả này, một cái đường nguồn điện vào và thêm một cái đường lưu trích để bác chơi những cái đường hơi nữa. Và công suất của con này cũng khá là ổn các bác nhé, công suất của con này là dao động từ 350W tới 500W đối với dòng sản phẩm súp bãi JBL Passion này. Đấy. Và nguồn điện của con này vào là nguồn 220V 50-60Hz đối với dòng sản phẩm này. Và đầy đủ này, một volume tổng và một volume cắt tần số. Đấy, đã có volume cắt tần số ở dòng súp bãi này là JBL Passion chuẩn nội địa chung. Và cả đầy đủ công tắc đảo pha toàn thể bác này. Đấy, đầy đủ công tắc đảo pha và tất cả các cái đường đầu vào đầu ra. Đấy, ví dụ như các đường các cái đường hoa sen này, các cái đường hoa sen thì đã đầy đủ toàn thể bác, made in China. Đấy, model Passion 12 SP. Và dòng sản phẩm này thì đợt này bên em đang bán rất là chạy các bác nhé. Mới về được một lô khoảng tầm 30 con. Nhưng mà hiện tại thì còn khoảng tầm hơn gần 10 con thôi. Đấy, để phục vụ toàn thể bác trong dịp thời điểm trong tuần này. Đấy, các bác hãy nhanh tay lên để đặt hàng. Tại vì đợt này bên em đang để cái mức giá thành rất là mềm đối với dòng sản phẩm này. Chất lượng thành rất là hay các bác nhé. Đấy, bắt mặt, bắt định hướng đối với dòng sản phẩm này. Đấy, có cả sơn sần chống sức, chống bụi bặm. Và có cả phần cái cọc để các bác cắm những cọc lo phun này. Rất là tiện lợi đối với dòng sản phẩm này. Đây nhá, phần nội thất của nó đây. Nội thất của nó thì bên em đã ngày hôm nay thì bên em đã tháo tung ra đây. Đấy. Còn cái phần bát của nó, cái phần bát của nó thì hiện tại bên em ngày hôm nay cũng khá là bận, thế nên là nó tháo hơi phức tạp một chút nên bên em chưa cái tháo bát của nó ra được. Các bác có thể nhìn qua cái lưới này. Đấy, các bác có thể nhìn chất lượng cái bát của nó này. Chất lượng rất là tốt. Đấy. Bát này thì cho ra cái chất lượng âm thanh rất là sâu rồi, cái tiếng trầm của nó rất là sâu tiếng rồi, rất là chắc tiếng. Đấy, và đây nhá. Nội thất của nó đây. Các bác nhìn sơ qua thôi, nhìn tổng thể các bác có thể nhìn thấy này, cái phần bảng mạch và cái phần phân tần của nó rất là chất lượng các bác nhá, rất là chất lượng luôn. Các bác nhìn này, các bác có thể tham khảo ngay trong video mà nội thất tung ruột gan của dòng sản phẩm súp bãi Passion này để các bác có thể tham khảo này. Đấy. Đấy, các bác nhìn này, một dòng súp bãi. Và hình thức và cũng như là cái nội thất và cũng như chất lượng âm thanh của nó còn khoảng tầm trên 90% các bác nhé. Đấy, một cái loại này là cái gọi là cái loại siêu lướt đấy, là bên em nhập về cái loại siêu lướt. Đấy, rất là chất lượng, súp bãi đã qua sử dụng. Đấy, nguồn xuyến đồng 100% toàn thể bác này, nguồn xuyến đồng 100% luôn. Đấy, đảm bảo toàn thể bác. Đấy, nội thất ruột gan đã có đây rồi. Đấy, nguồn xuyến đồng 100%. Đấy, 4 con ốc và cái đặc điểm nhận dạng ở phần bên ngoài đó là 4 con ốc bắt hình chữ nhật đối với dòng sản phẩm nguồn xuyến đồng các bác nhé. Đấy, 4 con ốc bắt hình chữ nhật. Đấy, các bác lưu ý giúp em. Và cái phần tản nhiệt, lá tản nhiệt của nó này, lá tản nhiệt rất là dày. Đấy, rất là dày và to, các bác để ý cho em nhé. Rất là dày và to này. Đấy, và đặc điểm và cũng như là cái phần quan trọng nhất đó là cái phần những cái bảng mạch của nó, những cái bộ phân tần của nó, các bác nhìn này, nó rất là chất lượng. Và những con tụ này, những con tụ của nó này. Đấy, toàn những linh kiện rất là chất lượng, rất là tốt thôi. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, và đây là con sò của nó các bác nhá. Đấy, sò của nó đây. Đấy, các bác có thể tham khảo sò của nó đây. Đấy. Con này là chạy hai sò. Đấy, có hai sò. Đấy. Lội một video để cho anh tế bác mở tung nội thất để các bác có thể tham khảo được chi tiết đối với dòng sản phẩm này. Đấy, dòng sản phẩm rất là chất lượng.
Đấy, và đã hứa hẹn toàn thể bác rồi thì bên em lúc nào cũng sẽ mở thất, và sắp tới này thì bên em sẽ mở tất cả cái nội thất ruột gan của dòng sản phẩm súp nội địa như B3 2020 bát 40 hay là những dòng sản phẩm B3 717 và 87 để các bác có thể tham khảo được và biết được cái nội thất của gan ruột gan của nó bên trong, để các bác có thể nhận biết được ở ngoài thị trường. Đấy, những dòng sản phẩm ở ngoài thị trường và những dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối cho ngoài nó chất lượng nào đó nhá. Và không để các bác chờ lâu thì bên em sẽ test qua một cái đoạn nhạc ngắn để các bác có thể biết được cái chất lượng âm thanh cho ra của cái con súp Passion này nó hay nào các bác nhá, uy lực như thế nào. Đấy, các bác có thể đeo tai nghe vào để thưởng thức một cách chân thực nhất đối với dòng sản phẩm súp bãi Passion nội địa này. Đấy, đánh rất là lực các bác nhá, đánh rất là lực. Cái cửa kính hiện tại bên em để đây là rung hết này. Đấy, cửa kính hiện tại bên em đang để đây rất là rung. Tiếng trầm của nó rất là sâu. Đấy, rất là sâu tiếng đối với dòng sản phẩm này. Giá là 2.9 các bác nhá, 2.9 một cái thời điểm hiện tại bên em đang để cái mức giá rất là mềm. 2.9 bao ship. Đấy, nội thất ruột gan đây. Đấy, nội thất ruột gan đã chi tiết ở đây rồi. Đấy, nguồn xuyến đồng 100%. Rất là lực. Đấy, thì các bác có quan tâm về những dòng sản phẩm súp bãi và những dòng sản phẩm súp nội địa thì các bác có thể trực tiếp alo qua số Zalo và số điện thoại 0366 417 927 để bên em có thể tư vấn chi tiết hơn toàn thể bác đối với những dòng sản phẩm này các bác nhé. Và xin chào toàn thể bác và hẹn các bác ở những video lần sau. Xin chào toàn thể bác.